Hiện giờ bà là bị bệnh ung thư vú, lúc trước bà bị bú cổ mà cũng không có tiền trị, thỉnh nước cúng uống không và cầu thầy cầu Phật trời nhưng mà đã hết bú cổ. Hiện giờ là bà bị ung thư vú không có tiền trị, bà dập đầu riết mà cúng riết u đầu lên cục luôn quý vị, thấy rất là tội. Nên Châu Phú có quay lên và giúp đỡ cho bà có một phần tiền để mua thuốc trang trải trong cái lúc mà bệnh ngặt nghèo như thế này. Thì Châu Phú cũng có nhận được số tiền của Mạnh Thường Quân, là người thứ nhất là chị Mai Loan 1.500.000, người thứ hai là một tài khoản gửi 1.000.000 ngày 15 tháng 6 năm 2021 lúc 11:33, tài khoản này không để tên nên Châu Phú không biết nha quý vị. Người thứ ba là chị Như Vi gửi 4.000.000 ngày 16 tháng 6 năm 2021 lúc 6:49. Và người thứ tư là chú Lê Văn An 500.000. Con cũng có nhận được cái cuộc gọi của Mạnh Thường Quân, nếu như mà cái vết thương này mà vô bệnh viện chị vài chục triệu mà hết á thì Mạnh Thường Quân cũng sẽ giúp cho bà. Nhưng mà cái vết thương này là tình hình này là mổ là không được rồi, nên tạm thời là con sẽ giúp cho bà là bốn vị Mạnh Thường Quân này, là tổng cộng số tiền là 7.000.000 đồng. Dạ con xin gửi cho bà nha. Dạ, dạ mô Phật. Okay. Cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp cho tôi số tiền này để tôi trị bệnh, ăn sống để lo bệnh, là tôi rất là cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn cậu luôn. Dạ, bây giờ thì bà ổn rồi ha, ta cho chị thuốc đắp hôm ngày cũng ổn hả bà? Ổn, nhờ cái thuốc kia mình ra là tôi mới tỉnh lại. Vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang đi đến nhà của bà Nguyễn Thị Nén, xã Long Hưng B. Số điện thoại của cháu bà Nén là 0765 377 393 quý vị. Thì được biết là bà Nén là gia đình là nghèo, gặp khó khăn vì bà là một tu sĩ ở bên Thốt Nốt quý vị, bị bệnh rồi đi về đây thì ở đậu vào cái căn nhà của mẹ bà mất rồi, để lại đó thì bà về đây bà ở, được bà chị kế bên nhà cũng lớn tuổi quý vị, 70 mấy 80 tuổi rồi, thấy bà là đau bệnh mà không có con cái tu hồi nhỏ tới lớn, nên bà thương, bà chăm sóc hai chị em chăm sóc qua lại đó quý vị, thương lắm. Nhưng mà cái cơn bạo bệnh của bà là cái cơn bệnh ung thư vú, mà đi bệnh viện thì không có tiền mấy chục triệu, thì bà về bà giặt thuốc bây giờ nó đã lỡ ra, nó bự ra quý vị, thấy rất là xót, nên Châu Phú đã giúp đỡ một lần để cho bà chị. Thì nay Châu Phú nhận được cái cuộc gọi của chú ở trên An Hòa Tự quý vị, chú điện là chú nói là để chú đi đến nhà chú giúp cho bà, nếu như bà mà cái căn duyên còn ở đây quý vị thì chú sẽ cầu ơn trên Phật Tổ Phật Thầy gia hộ cho bà hết bệnh. Khi mà đắp cái loại thuốc này quý vị, qua đây thì Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú đi vào trong nhà để xem chú giúp cho bà như thế nào nha quý vị. Dạ mời quý vị nhé. Dạ con chào bà nha. Dạ dạ mô Phật, con chào bà nha. Thưa bà thì hôm nay con có mời người chú đi đến đây để thăm, trước thì thăm gia đình mình, sau đó cũng có trị cho bà Nén á, để cho bà Nén hết bệnh. Thì con cũng cầu mong vậy, thì bà thấy hổm gầy tình hình sức khỏe bà Nén thế nào bà? Cũng đỡ rồi, đêm thì ngủ được, còn đêm ngủ không được. Vậy hả bà? Rồi hổm gầy có mua thuốc tây đồ uống vô không? Có, tây cũng có lai ra với thuốc nam đắp đó, thuốc cái cả hai chồng cái cậu mà đi bữa đó vô đó. Dạ. Cậu nó còn xe đét hay vậy đó, dạ. Cậu có đem thuốc nam lên 2 lần rồi. Vậy ha. Đâm rồi cái tôi đưa lên Ngô Tâm Bảo tôi ngồi ăn rồi với Nguyễn Vĩ Thầy rồi với Tam vị tổ thuốc nam với chỗ ở đây tên họ nó rồi kêu nó đắp, nó đắp vô mát dữ lắm nó nói vậy. Vậy ha, vậy là cái cây sắn dây mà con chỉ đó phải không? Phải không sắn biết dây là không? Vậy tôi đâm nặng rồi đó, không biết cậu đưa, lần này nữa 2 lần rồi đó. Cậu nói nếu hết thì điện cho cậu nữa. Dạ cảm ơn bác nhiều nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Hai chị em dạ con chào chú nha.
Dạ mô Phật. Thì thưa chú, khi mà chú gọi cái cuộc gọi cho con đó, con quá bất ngờ vì có một vị thầy thuốc mà có thể mà alo cho người bệnh và đi tới nhà chị, thì con rất là cảm kích. Sau đây thì con nhờ chú giới thiệu chú tên gì và ở đâu chú? Tôi tên Nguyễn Nhân Lãnh, ở xã Tân Trung, huyện Phú Tân, gần chùa An Hòa Tự khoảng cây số. Dạ. Cắt cốc ở giữa đồng á. Ở giữa đồng hả chú? Nhưng mà chú theo mà tình hình đó chú làm sao mà chú biết được bà bị bệnh mà chú gọi điện cho con vậy? Bị tôi bắt lên mạng đó. Dạ. Rồi tôi thấy Châu Phú có lên mạng gì rồi, thành ra tôi thấy tôi cũng tội nghiệp quá, nhưng mà mình biết thì tặng tình, để hết tình để tới nhà để trị cho bà. Vậy ha, vậy chú giúp thường hay giúp cho nhiều người không chú? Giúp nhiều người. Nhưng mà ít có ai biết lắm. Vậy ha, người ta không biết, nhưng mà chú coi trên video chú điện thoại chú đi giúp vậy đó ha. Dạ. Dạ. Thí dụ như người nào biết lại tại chỗ mình cũng giúp luôn. Dạ. Còn người nào không biết ở xa thì mình đi tới chỗ luôn. Nhưng mà mấy căn bệnh ngặt nghèo không hả cháu? Chẳng hạn như là ung thư gan nè. Dạ. Ung thư phổi nè. Dạ. Rồi củ chướng nè. Dạ. Rồi mục độc ở cạnh hàm nè. Dạ. Rồi thần kinh tọa nè. Dạ. Rồi tê tay tê chân nè. Rồi mi đan đồ này kia. Dạ. Khớp rồi thói quá này kia, mấy cái bệnh đó tôi trị được trên. Vậy ha, mà cái đó là chú giúp hoàn toàn miễn phí hả? Có ăn tiền gì không chú? Hoàn toàn miễn phí không à, không chú... ăn ai một bát nào. Rồi chi phí đi xe cộ gì sao chú có tiền đổ xăng? Có làm rẫy. Làm rẫy thành ra cũng có số tiền cũng không nhiều. Vậy ha. Nhưng mà mình cũng giúp được. Vậy là chú được làm rẫy được mấy công? Làm được 3 công rồi. 3 công là để dành mà cái tiền ra đó là để đi đổ xăng đang đi giúp đỡ bà con ha. Dạ. Thuốc là chú kiếm thuốc nam không hả chú? Thuốc thì trong đó trị nhiều cái bệnh như vậy là nó khác nhau. Dạ. Chẳng hạn như thần kinh tọa thì trị nước lạnh không à. Vậy ha. Hay vậy. Còn như ung thư gan hay hoặc củ chướng này kia thì trị thuốc nam. Khi nào chú có đi mua thuốc bắt đồ thêm không? Tùy theo bệnh. Vậy ha, cũng có mua nữa ha. Có mua nhưng mà ít rẻ tiền lắm. Dạ dạ dạ. Cũng không có nhiều tiền. Dạ. Thí dụ như cái người bệnh người ta có khả năng người ta mua được thì người ta mua, còn người ta không mua không được mình cho tiền người ta mua. Vậy ha. Dạ dạ, cảm ơn chú. Vậy con mời chú và bà đi vào trong thăm bà nén nha. Rồi. Vậy là chú có chuẩn bị sẵn thuốc cho bà chưa? Rồi, sẵn sàng hết rồi. Vậy ha. Nó cũng tê tay lên trên đó. Nó đi bằng đây nó mà đem vào chị này cũng tê tay tay chân nữa hả? Đâu sẵn rồi chú coi coi chị này chứ ưa giờ... tê hai tay gì nè. Bây giờ cái bệnh này tôi chỉ cho cô làm 2 ngày liên tiếp. Dạ. Mỗi một ngày vậy là 3 lần là sẽ hết. Tay giò có tê không? Không, có hai tay không à. Hai tay thì bây giờ mình chỉ giò luôn. Dạ. Bây giờ cô kiếm cho tôi là một nắm nhãn lồng, hay hoặc là không có nhãn lồng thì lá lốt. Biết lá lốt không? Dạ biết. Mình bứt nguyên cọng nguyên rễ luôn khoảng một ôm vậy nè. Hay hoặc nếu không có lá lốt thì dây giác. Bứt cũng một cục cái lớn vậy nè. Rồi vô cái bắt đầu mình nấu nước sôi, cái mình để cái cục thuốc đó vô trong thau, cái mình chế nước sôi vô. Với chút muối cho mặn mặn. Dạ, hai thứ đó hả cậu? Rồi bắt đầu là mình pha nước vô cho nắm ấm như nước mình tắm vậy đó. Bắt đầu mới để hai giò hai tay vô ngâm, cái bầu mình bóp. Mình bóp cơ bằng mình bóp là đều hết trơn là khoảng 15 phút. Đó, mà một ngày làm vậy 3 lần nha, nhớ nha, làm 2 ngày liên tiếp là hết. Bởi vì cái tê đó là do nơi là cái máu nó tắc nghẽn. Thì nó tắc nghẽn có mạch máu nè cậu. Nó tắc nghẽn cho nên mình bóp cho. Cũng đi thỉnh thuốc á, đi rồi bắt đầu đi dán thuốc này kia, giờ thuốc đó cũng thỉnh gì uống hoài, gì tê nhất uống hoài vậy đó. Bóp đi làm 2 ngày là hết à. Mà nhớ ngày 3 lần nha. Bóp cho đều hết trơn, bắt đầu nó thông máu lại là hết à. Sẵn rồi mình làm cái giò luôn. Dạ. Làm cái giò luôn. Vậy là chú đi tới đâu chú chỉ bà con bài thuốc tự trị tới đó vậy đó hả? Bây giờ tôi thì không có để bụng mà để lấy tiếng. Dạ. Chị tới đâu là chỉ tới đó, truyền nghề lại cho bà con luôn. Dạ. Bởi vì ở xa quá muốn kiếm tôi không phải chuyện dễ. Dạ. Cho nên là chị tới đâu là truyền nghề cho bà con tới đó. Dạ. Nhưng mà đặc biệt có một cái là bà con không ăn tiền ta nha. Ăn tiền là một là bị tội, hai là chị không có hết bệnh. Dạ. Cháu bị bất thuốc nam bệnh đó, gật đầu cái ngày mà đi dò thuốc dán thuốc đó nha, thì thỉnh thuốc
thỉnh thuốc đây chị uống. Bây giờ mình niệm Phật, mình làm phước đi. Dù mình cho mình chỉ dở nữa là chư thần độ mình cũng hết bệnh nữa. Mình đừng có ăn tiền. Ăn tiền dù cho mình giỏi nữa chị cũng không có hết nữa. Bởi vì Đức Thầy đã nói rồi là làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Mình làm ngay thẳng đi. Là có thần, có Đức Thầy độ mình. Làm đâu hết đó. Nó nói vậy đó. Bởi khi mà tôi giúp cho bà con rồi là tôi truyền nghề hết trơn, nhưng mà tôi dặn là không có ăn tiền nha. Mấy cái bài thuốc này là đặc biệt là hay không đó. Cô biết là hai cái giò tôi năm rồi là tôi tê là yếu giò đi không nổi luôn đó. Nhưng mà tôi nguyện với Bồ Tát Quan Âm rồi là tôi ra tôi bứt là dây giác vô tôi làm là 2 ngày 6 lần là hết tới giờ luôn, hơn năm rồi. Một thứ một à. Thí dụ như thứ này không có lấy thứ kia là dị một à. Dị một chứ không có mà thí dụ như nhẫn lòng không có, thí dụ như nhẫn lòng không có thì dây giác, dây giác không có thì lá lốt, là một vị một thôi nha. Bởi vì nhưng mà khi mình bứt đó mình phải nguyện vậy không cháu? Nguyện giấy tam vị thánh tổ thần mộc cho con xin một nắm dây giác vô con nấu dưới muối đặng con trị cái bệnh tê của con, dò tay gì đó. Nhà Quan Âm Bồ Tát gia hộ tiếp con và Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Thầy, các vị chư thần, các vị năm non bảy núi gia hộ cho con. Mình nguyện giải xong rồi bắt đầu mình vô mình nấu mình làm đi là hết à. Tôi là đặc biệt là tôi chỉ là độc vị không à. Ví dụ như cái bệnh ung thư gan thì cũng có vị một à, chỉ vị một chứ không có chỉ hai vị. Nó biết là ung thư gan nó dằn khè đó. Dạ. Có thấy anh nằm trên thế tử qua. Bởi vì cái bệnh nằm trên võng đi qua lại thấy nằm trên võng tối ngày. Bởi vì cái bệnh vú của cái chị nán này nè là bởi vì nó quá nhiều rồi, cho nên phải trị khoảng 15 ngày. 4-5 tháng này. Cho nên mà nếu mà đỏ đỏ đó là phun 2 lần là hết rồi. Nó mới đỏ đỏ. Còn cái này bị quá nhiều là phải từ 15 ngày. Cậu thấy hổm nha, là máu mấy từ bác gà linh láng hết trơn. Không sao đâu, nếu mà chưa có quá chỉ quá chắc hay là chưa có bắn tia gì đó là còn tương lai cứu được. Chưa có gì trơn á, chỉ đắp thuốc nam chú thuốc tây không mà cả. Còn tương lai cứu được. Đây vậy thì con mời chú đi vào trong nhà nha. Rồi. Dạ, đi bác ơi. Chị có đồng hành với bảnh không? Dạ hả? Đây nói thằng cha. Dạ. Đây. Bây giờ gì nè, bây giờ cô đi theo luôn đi. Cô đi theo luôn đi rồi sợ nhiều khi chị này già hơi lẩm cẩm. Rồi tôi chỉ cho hai người ở đây làm cho cái người bệnh. Bị em về rồi không có xuống đây nữa rồi thành ra em chỉ cho rành để cho hai vị để làm. Dạ ngồi đi ha chú. Bây giờ còn gì nữa không? Bây giờ thưa bà thì hôm nay con tới đây thì trước tiên thì con thăm bà ha, xem sức khỏe của bà như thế nào rồi. Thì sau đó cũng có nhờ chú thứ mấy chú? Thứ tư. Chú Tư. Sau đó thì con cũng nhờ chú Tư là sẽ làm một cái bài thuốc để trị cho bà nha bà. Dạ. Rồi hổm rồi sức khỏe bà như thế nào? Khỏe lắm. Khỏe ha. Dạ. Dạ, rồi ngủ được không? Ngủ được. Vậy ha. Dạ. Rồi hổm rồi ai giúp cho bà làm sao? Chỉ vừa nhờ cái thuốc đó mới nó chuyển cái bệnh lại. Vậy hả? Nó sắp hết á. Vậy ha. Cũng dạ. Ổn ha. Nó cũng ít cái ra máu hơn. Ít ra máu hơn ha. Dạ dạ tốt quá, dạ cố gắng niệm Phật nữa ha. Dạ cúng để nhân đừng cúng chưa. Nè nhìn thấy nè chú, nè niệm Phật mà cầu Phật là cho hết bệnh mà u đầu ra này không có tiền mà niệm Phật dập. Đâu chị dập ra để cho em coi cái vết thương coi sao. Nó đang dập đó. Rồi chị gỡ ra luôn đi, gỡ ra luôn đi rồi em coi cái vết thương coi.
cái nấm nó xích mất tiêu luôn rồi hả? Vậy là nó phá cái miệng bên này. Này nó xẹp bớt rồi đó. Đỡ hết biết luôn, đêm ngủ cũng được, còn mấy không có chút này trang điểm thức không ngủ được. Nó lúc mà chưa giặt cái này đó là nó nóng, nó bức rứt trong mình ha, khó chịu quá, nóng nó bức rứt ha, cũng như nó hành vậy đó ha, nó đó. Máu chảy quần thì trơn. Rồi giờ là bữa nay là máu nó không có ra nữa ha. Nó ngưng lại rồi, khi nó chịu thuốc rồi, nó ngưng lại. Cái này là cái miệng của nó bị lớn rồi hả? Cái miệng nó bị lớn rồi. Bữa nay như vậy là nó có thịt đỏ rồi. Ừ. Nó có thịt đỏ là như vậy là nó chịu thuốc rồi đó. Nó chịu thuốc à. Ở dưới nó dùng lên nặng sữa sẵn nó đứt cái miệng này. Nhưng mà không sao, bây giờ giặt thuốc này là giặt. Nhưng mà tôi chỉ thêm một cái nữa. Dạ. Tôi chỉ thêm cái nữa nhưng mà giặt thuốc này là giặt. Nha. Dạ. Đừng bỏ thuốc này, nhưng mà thí dụ như tối ngủ đó là mình giặt thuốc này vô, mình bó vô. Cũng như là bằng ngày thí dụ như sáng chiều á, thì tôi chỉ cách cho làm rồi sáng chiều, rồi bắt đầu khi mà tối đó đắp cái thuốc này vô rồi bó lại cái ngủ. Vậy đi chứ thấy bữa nay là vết thương này là ngon rồi đó. Vết thương này có thịt đỏ à, có thịt đỏ với nó không có rịn nước vàng nữa là thấy nó chịu thuốc rồi đó. Nó chịu thuốc này rồi đó. Dạ. Máu nó không giọt ra, nước vàng nó. Với cái dòng dòng này là nó bớt đỏ nữa nè. Ừ. Chứ đúng ra là nó đỏ mấy cái dành này dữ lắm nè. Gãy, ngứa, gãy. Dạ. Chết luôn. Xung quanh là nó chết hết rồi, còn sát trên da nữa. Rồi không sao đâu, gắng niệm Phật rồi nguyện giái Đức Thầy cùng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật Tổ, Phật Thầy gia hộ, củ quyền gia hộ tiếp. Rồi từ từ nó hết à. Nếu cái bệnh này tôi sẽ tiếp tay, tôi sẽ giúp cho chế là như vậy là khoảng 15 ngày là sẽ hết. Từ 15 ngày đó. Rồi giờ bây giờ hai vị lại đây đi, rồi tôi chỉ cho ha. Tôi chỉ cách cho làm. Bó cái này hồi nào tới giờ? 45 ngày nay rồi, sáng tối bó. Vậy là cái này là mới bó hồi tối tới giờ phải không? Cái này mới rồi tối chiều qua. Rồi bây giờ lột bỏ cái đó đi. Rồi có nước sôi rửa cho nó sạch giùm tôi đi. Rồi đi giống làm liền đi, rồi ra đây tôi chỉ tiếp. Em nước nóng rửa cho sạch ba cái thuốc, ba cái bã dính nó đi, rồi ra đây tôi chỉ tiếp, rồi tôi chỉ tại cái này hồi tối tới giờ cũng thay thuốc mới được. Tôi chỉ tiếp cho. Thịt quá non mà nó chạy. Cái này bệnh này lâu chưa chế? Mới bể miệng là gì, 1 tháng nay. Mới bể miệng là 1 tháng. Vậy là bắt đầu phát bệnh kìa. Phát bệnh là hôm tháng hôm tháng 3. Tháng 3 tới giờ ha. Tháng 3. Mới đây mà. Mới tháng này là mới đây chuyện tháng. Nó cũng như cái sữa tím mình vậy đó. Bây giờ chế làm sao chế nằm xuống mới được. Nằm gãi xuống luôn, nằm xuống đất. Bây giờ lấy cho chế cái gối đi, nằm thí xuống đây nè. Nằm xuống rửa mới được. Xuống cho thuốc nó vô. Nằm xuống rửa, nằm xuống rửa mới được. Nó có nằm. Chứ để gì rửa không được. Không, máu nó nhiễu.
đây nè, đây nè, đây nè, nằm 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 đây đi. Nằm đây đi, nằm đây đi, đưa cái đầu qua đây mới thuận bên này. À. Không, yêu cầu nó không còn mùi thúi nữa là nó chịu rồi đó. Nó hết mùi thúi rồi. Dạ, yeah, cái này bị thịt non. Thịt non rồi. Thịt non. Thịt non mình đụng nó phải ra máu rồi, nhưng mà yêu cầu là nó yêu cầu nó hết cái thúi là nó chịu rồi đó. Đốt nhang mà phải leo cực chứ vậy? Nó không có cái gì thì phải leo. Em chỉ cái bệnh này là đại tài luôn đó. Nói cho chị an tâm. Này là vệ sinh thuốc oxy hả cháu? Cái này thuốc rửa. Thuốc rửa oxy già phải không? À. Rửa cho nó diệt vi trùng. Nước rửa nước trắng, nước rửa nước tím nữa đó. Rửa để OC thì cái này vi trùng sát trùng. Mấy chị coi rồi nhớ nha, nhớ làm y theo tôi nha. Vì tôi sao á không có trực chiến được. Ví dụ như mình rửa hết cái chai thuốc rửa này rồi mình mua chai khác nha. Có mấy ngàn à. Chú lấy khẩu trang bịt vô không? Chú xì nay mới chịu uống thắng mà lấy cái dần đó. Lấy cái bọc vô đi con để không gọn. Khẩu trang bỏ đâu ta? Dạ. Chị kiếm cái gì đựng ba cái đồ dơ nè. Đưa bọc đây em. Mình rửa rồi cái bắt đầu mình chấm gì đây đặng cho cái thuốc nó rút vô cái bông gòn ha, chứ đừng có chà chà. Đừng có chà chà cái nó chảy cái nó chảy máu, em biết không? Chà chà cho nó khô cái này dưới máu. Bởi vì mình chỉ nhúng vô đặng cho nó rút vô bông gòn thôi. Chứ mình đừng có. Mình đừng có chà nha, chà cái nó thịt non nó chảy máu. Nó sụt xuống nhiều và đó quên. Chà ấy nó cao dung cái gì nè. Nó sưng nữa ha. Ồ. Nó sưng nữa rồi nó hạt trơn ở trên còn cái da cái gì cũng dành xong rồi. Rồi nhớ ha chị, cô vô gần gần đây nè. Dạ dạ. Gần gần đây đang mình theo dõi cho nó chính xác đang làm nha. Nó bắt đầu mình rửa xong rồi như vậy là bắt đầu mới lấy dầu mùa u này. Ha. Lấy dầu mùa u này ríu vô một cái nữa. Đây là dầu mùa u. Dầu vô này ra tiệm thuốc tây á nha, mình mua có mấy vị này là tiệm thuốc tây mua có chứ. Như nữa thì cậu cho cái xin cái vỏ nè, cho nguyên chai đó lại luôn, cho lại luôn làm đi mua. Yeah. Cho lại luôn chứ đâu có lấy gì chi. Có cái máu rượu đó thì mua nó dễ. Bởi vì mình đừng có chà đụng cái nó ướm máu chảy máu, mình chỉ chậm vô vậy thôi. Băng lại xích thuốc giặt thuốc rồi tới là băng lại đó, băng lại nó không mấy, còn mà không băng lại cái nó ướt thịt chân tới đầu gối luôn á.
máu nó ra. Con người mình có được bao nhiêu máu thì máu nó ra biết rồi. Từ tháng 5 vậy là như 3 tháng đi. 3 tháng mà biết đó là hôm tháng 4. Mới hôm đầu thì nó đỏ. Yeah, nó đỏ cũng như là nó cũng như là cũng như nó căng sữa vậy đó. Yeah. Bây giờ cô lại đây nè, lại đây nè. Lại đây tôi chỉ hết ý cho đặng làm nha. Ngồi đó đi. Cô qua đây nè. Bây giờ mỗi một ngày vậy là làm gì đây là hai quận nha. Sáng một lần, chiều một lần. Nha. Nhưng mà khi mà làm rồi độ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau mình hả bó thuốc nãy đó, bó thêm vô tối ngủ nha. Đó. Không sao đâu hết chứ không sao đâu. Mấy này chịu thuốc mau hết đó. Chị cho em cái chén mới được, cái chén là mình cà thuốc này ra nè. Nó khi mình rửa cái thuốc rửa trước nha cô. Mình rửa cái thuốc rửa cà cái chén cà thuốc cái chén ở trong đó mà vô mà không biết cái chén nặng đâu. Trong cái gỗ đó chén ăn cơm mình cũng được. Thuốc này thuốc gì chú? Cái này là bi Mỹ nha, nhớ nha, cái này là bi Mỹ. Dạ. Cô nhớ là khi mà mình rửa cái này trước nha. Dạ. Thí dụ như mình thấy cái vết thương mà nó dính gòn hay hoặc là nó dơ đó là mình nấu nước sôi mình rửa trước cái đi ha. Dạ. Bắt đầu mới rửa cái này sau. Rửa cái này xong rồi bắt đầu mới tới cái dầu mu nha. Dầu mu này mình rửa sau. Rồi khi rửa dầu mu xong rồi mình lấy gòn mình lau cho sạch vậy thêm rồi bắt đầu mình mới cà bi Mỹ này mình dưới vô. Dưới vô cái vết thương ha. Bởi vì cái này nó quá bự, 4 viên sẽ không đủ nữa đó. 5 viên đi. Quá bự rồi. Một dĩ này như vậy là nó có 20 ngàn à. Thí dụ như bi Mỹ không có, mình mua bi Pháp còn ngon nữa. Ừ. Hỏi cái tiệm ta bán thuốc tây thuốc Pháp là hết rồi, không có ấy nữa, không có nhập nữa. Tôi mua thêm thuốc Pháp nữa đó, thuốc Pháp không có, không biết đâu mà. Rồi nhớ hen, vậy là rửa anh này trước, rồi mới tới dầu ngô. Dầu ngô xong rồi bắt đầu mình lau khô rồi bắt đầu mình mới rưới cái này lên nha. Chai sát trùng không chị? Ừ. Chai sát trùng nè. Bắt đầu mới rưới này lên nè. Đó. Cái loại thuốc này là nó mát và trụ sinh luôn. Phật ông chừa tôi lại đâu quên. Dạ.
là ở bên con Út hai người chết có 2-3 ngày. Nó là cái bệnh này nè. Mấy bệnh này bác sĩ trị không được. Nó bị rồi, cái chị nó bị cái này là chị nó chết. Chết cái nó đi lại người ta kéo nó ra mà nó không chịu đi ra, hồi nó cũng trở lại chôn chị nó rồi về qua bữa sau cho nó. Dưới cái này vô rồi là chịu làm cái nữa rồi là mơ bắt đầu cái vết thương này dòm đẹp lại liền. Là nó kéo thịt non lại là dòm đẹp cái màu lại liền là nó chịu rồi đấy. Là sáng mình làm lần, chiều mình làm lần đó. Nhưng mà cái bệnh này phải kiên trì làm khoảng 10 mấy ngày nha, 10 mấy ngày mới hết nha. Nhưng mà cái bệnh này được hết. Vẫn là làm tiếp tục đi tới hoài. Làm y gan vậy đó, sáng lần chiều lần làm y vậy hoài. Vì chừng nào nó, chừng nào mà nó teo lại mà nó cái vết thương nó teo nó hết lên là mới thôi. Nó vậy đó. Cũng như nó gom lại từ từ, nó gom lại từ từ là mấy cái này nó gom lại từ 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 từ, biết nó mất tiêu trên nó trở thành thịt tốt lại là nó hết, nó gom teo lại. Nhớ nha, nhớ làm y vậy nha. Hết cái đó xuống tôi nói cho nó lấy cái nó đưa, tôi mua hai dĩ vậy vậy đó. Đặt ví dụ như mình như vậy là quá chi nó tàn cái hồ quá, mua hai dĩ. Nhớ là mua cái chai thuốc rửa, chai mù u với một dĩ bi mỹ. Đó. À, sáng làm lần, chiều làm lần là y gan vậy hoài đi. Rồi từ từ bắt đầu nó teo, nó gom nó teo lại. Nó teo là kiểu khoảng chừng một tuần lễ sau là nó teo, mình ngó thấy luôn, hết mình ngó thấy luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì là nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang thăm bà Nguyễn Thị Nén, xã Long Hưng B. Số điện thoại là 0765 377 393 quý vị. Thì như Châu Phú đưa video trước rồi đó quý vị, bà là một tu sĩ độc thân từ nhỏ tới lớn quý vị. Thì hiện giờ bà là bị bệnh ung thư vú, lúc trước bà bị bú cổ mà cũng không có tiền trị, thỉnh nước cúng uống không và cầu thầy cầu Phật trời nhưng mà đã hết bú cổ. Hiện giờ là bà bị ung thư vú không có tiền trị và dập đầu ghét mà cúng ghét u đầu lên cục luôn quý vị, thấy rất là tội. Nên Châu Phú có quay lên và giúp đỡ cho bà có một phần tiền để mua thuốc trang trải trong cái lúc mà bệnh ngặt nghèo như thế này. Thì Châu Phú cũng có nhận được số tiền của Mạnh Thường Quân, là người thứ nhất là chị Mai Loan 1.500.000, người thứ hai là một tài khoản gửi 1.000.000 ngày 15 tháng 6 năm 2021 lúc 11 giờ 33 phút. Tài khoản này không để tên nên Châu Phú không biết nha quý vị. Người thứ ba là chị Như Vi, gửi 4.000.000 ngày 16 tháng 6 năm 2021 lúc 6 giờ 49 phút. Và người thứ tư là chú Lê Văn An, 500.000. Con cũng có nhận được cái cuộc gọi của Mạnh Thường Quân, nếu như mà cái vết thương này mà vô bệnh viện chị vài chục triệu mà hết á thì Mạnh Thường Quân cũng sẽ giúp cho bà. Nhưng mà cái vết thương này là tình hình này là mổ là không được rồi, nên tạm thời là con sẽ giúp cho bà là bốn vị Mạnh Thường Quân này, là tổng cộng số tiền là 7.000.000 đồng ha. Dạ con xin gửi cho bà nha. Dạ, dạ mô Phật. Okay. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp cho tôi số tiền này để tôi có tôi trị bệnh ăn sống để lo bệnh, là tôi rất là cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn cậu luôn. Dạ dạ, bây giờ thì ổn rồi ha, ta cho chị thuốc đắp hôm ngày cũng ổn hả bà? Ổn, nhờ cái thuốc kia mà đó là tôi mới tỉnh lại đó. Mới tỉnh ha, cho bữa dạ. Đó thấy yếu lắm mày. Dạ. Dạ dạ. Tôi cũng rất là mừng lắm đó. Dạ. Rồi chứ, nè. Chứ 100 người nói tôi chết hết 100 người đó. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi rất cảm ơn nhiều. Dạ dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ thì nó là thấy không tu sĩ rồi lúc nào cũng niệm Phật. À, bạn vừa tính đi dập cái đầu mà u lên vậy đó, lại cầu xin nước giấy vàng uống. Ngày ba cử mà đêm không ngủ được thì ra cúng khuya luôn. Ra cúng luôn, đêm không ngủ được cúng luôn ha các bạn. Thì ở đây cũng là bà ha, bà là sao chị của bà Né. Thứ hai ha. Thứ năm đó. Thì thưa bà, hôm nay con tới đây con thấy bà cũng gặp khó khăn cũng khổ nữa. Thành ra bà chăm sóc cho bà Nén thường xuyên nên con cũng thay mặt cho gia đình họ Lê, họ Nguyễn, họ Vũ trợ duyên cho bà 500.000 để có thể trang trải mua gì cậu giúp nó đi. Không sao thôi con gửi trợ duyên với bà 500 nghiên. Con giúp cho bà Nén nghiên ha. Dạ, mô Phật. Không sao, cái này con trợ duyên cho bà, cho cái bà thích cái gì thèm gì ăn nha. Đây bà cũng lớn tuổi rồi cũng gặp khó ha. Dạ mô Phật. Vậy thì bà có lời cảm ơn hả bà? Cảm ơn với Mạnh Thường Quân nhiều lắm, giúp đỡ cho em tôi như vậy thì tôi cảm kích nhiều lắm. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì sau khi Châu Phú giúp cho bà Nén xong thì Châu Phú lại sẽ giúp cho chú Tư quý vị. Chú Tư từ ở trên An Hòa Tử quý vị, chú điện cho Châu Phú là thấy cái người bệnh này chú chịu không nổi nên chú đi lại giúp, mà giúp là miễn phí nha quý vị. Thì thấy cái tấm lòng của chú Tư thì quá bao la nên Châu Phú cũng chích ra cái số tiền của họ Lê, họ Nguyễn, họ Vũ là 1.000.000 đồng. Con xin gửi cho chú để làm cái chi phí để chú đi tới đi lui để giúp những người bệnh tiếp tục nữa nha chú. Dạ. Và người thứ hai là chị, con thay mặt chị Thủy Châu ở bên Mỹ cũng trợ duyên cho chú là 1.000.000 nữa để chi phí đổ xăng và chú đi tìm thuốc nam để chị giúp cho bà con nhé. Dạ. Dạ con gửi chú. Tôi cũng có đôi lời. Dạ. Để cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Và cùng chú Châu Phú. Dạ. Nhưng mà về cái quan niệm của tôi thì tôi sẽ hy sinh vì bệnh nhân. Dạ. Vì đạo lý. Cho nên là cái hoàn cảnh của tôi á thì cũng không đến đổi. Dạ. Bây giờ tôi có ý kiến là để xin biếu 2.000.000 này lại cho bệnh nhân. Dạ. Vậy hả chú? Dạ. Dạ vậy thì tốt quá. Dạ, cho bệnh nhân luôn. Ở trên chùa An Hòa Tử. Dạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ bởi vậy nha bà. Bởi vậy thường thường đó là mình đi cũng đi cúng trên An Hòa Tự rồi thường ha. Năm nào cũng đi ha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ vậy thì vâng kính thưa quý vị, thì qua cái video này rất là cảm động quý vị. Những cái tình thương, cái tình nhân ái với nhau là gửi những cái khoản tiền từ 500, 300, 50 cho đến những vị thầy thuốc, lương y giúp đỡ mọi người quý vị. Thì qua cái video này Châu Phú cũng chân thành cảm ơn chú Tư đã có cái tấm lòng bao la đi đến đây đồng hành cùng kênh Châu Phú của con để giúp đỡ bà con nghèo. Bà con hy vọng mà chú cháu mình sẽ trên cái con đường giúp đỡ bà con bệnh hoạn, không có tiền để trị bệnh hay những căn bệnh ngặt nghèo hết chú. Dạ mô Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Con qua tay chú cái ha. Dạ. Vâng kính thưa quý vị, thì qua cái video này Châu Phú cũng chân thành cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân, bạn bè trong nước và ngoài nước, và Châu Phú cũng xin chúc cho toàn thể quý vị có thật nhiều sức khỏe, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật.